Xin chào các bạn nha. Trên tay mình đang cầm là một tờ giấy A4 trắng tinh nha. Và tờ này đang khô. Hôm nay mình sẽ dùng ngón tay này chỉ vào tờ giấy để đốt tờ giấy nha. Mà không dùng tới hộp quẹt, không dùng tới đèn laser, không dùng tới phốt pho trắng hoặc là cồn này kia các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ để các bạn tham khảo nha. Nếu như bạn có thể giải thích được tại sao nó cháy thì có thể bình luận bên dưới nha. Đây, rồi bây giờ mình sẽ làm nha. Đây các bạn nha, đây là tờ giấy A4 của mình này, hoàn toàn trắng tinh nha. Đấy, trắng tinh và khô nha. Nếu như mình có đổ cồn lên đây á thì nó sẽ ướt tờ giấy ngay. Còn nếu như có phủ cái phốt pho trắng lên chẳng hạn thì mình không thể nào dám rờ tay thế này được. Bởi vì khi mà có phốt pho trắng á, mình sát một cái thôi tự động nó cháy nha. Đấy, hoặc là nếu như có phốt pho trắng mà mình chiếu laser lên đây một cái thì nó tự động phực lửa cháy luôn. Đấy. Đây, hai mặt tờ giấy còn khô nha, các bạn nghe tiếng này. Khô ráng hoàn toàn nha. Rồi, có nhiều bạn có thể suy nghĩ là mình sẽ đổ cồn trắng ở dưới đây đốt rồi cái lửa nó bốc lên thì nó sẽ làm cháy tờ giấy, nhưng cũng không phải nè. Đây, cái bàn đá của mình hoàn toàn khô ráng nha. Rồi, nhiều bạn cũng cho rằng cái mình dùng đèn laser để chiếu thì laser chiếu lên tờ giấy trắng không bao giờ cháy được, mặc dù cái đèn này là công suất rất cao. Đây, chiếu lên nó sẽ không bao giờ cháy. Còn nếu như có phủ phốt pho hoặc các hóa chất mà lên cái đèn laser này, nó sẽ tự động cháy luôn các bạn nha, tự động cháy luôn nha. Đấy, thấy chưa? Đấy, hoàn toàn bình thường nha. Các bạn là cứ thử suy luận xem mình làm sao để cho nó cháy và bình luận bên dưới để mọi người tham khảo ý kiến của các bạn nha, xem tư duy của bạn thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó cháy nha. Các bạn quan sát lại tờ giấy. Đấy, rồi bắt đầu nha. Cháy khủng khiếp chưa? Nhưng mà là thành công rồi nha. Đây. Cực kỳ hay nhé các bạn. Đấy. Như các bạn thấy thì mình vừa dùng tay không để chỉ vào tờ giấy làm cho tờ giấy bốc cháy lên nha, giống như các pháp sư Trung Hoa luôn, rất là hay. Thì bây giờ các bạn sẽ bình luận bên dưới xem mình làm thế nào để cho tờ giấy tự động bốc cháy được. Nếu như các bạn giải thích đúng á thì có thể các bạn sẽ áp dụng vào đó để làm giải trí trong những dịp Tết sắp tới. Rất là hay nha. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn. Mong các bạn chia sẻ để cùng biết. Chào các bạn nha.